Xin chào các bạn, hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tập vẽ Pokemon Wigglytuff, phiên bản trưởng thành của Pokemon dễ thương Wigglybuff nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật như thế này. Chúng ta chia đôi cái hình chữ nhật ra, sau đó chúng ta bắt đầu vẽ phần thân của Pokemon Wigglytuff nhé. Rất là đơn giản thôi. Sau đó chúng ta sẽ vẽ hai cái đường cong giao nhau để xác định hướng của nhân vật. Ở đây chúng ta sẽ vẽ phần chỏm tóc. Đây là phần miệng. Tiếp đến chúng ta bắt đầu vẽ phần mắt. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ đôi tai. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ đôi chân. Sau đó chúng ta sẽ vẽ khoang trắng ở bụng như thế này. Và tiếp đến chúng ta sẽ vẽ đôi tay của Wigglytuff. Cũng không quá phức tạp phải không các bạn? Tuy nhiên Pokemon này lại có thân hình khá là tròn trĩnh dễ thương. Chính vì vậy mà để vẽ những cái nét cong đẹp thì chúng ta phải tập luyện vẽ nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ dùng tẩy để xóa đi những cái nét thừa, chỉnh sửa lại một số nét cho hợp lý hơn. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vẽ lại. Sau khi vẽ lại xong, chúng ta chỉnh sửa một lần nữa. Sau đó chúng ta bắt đầu tô màu. Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau làm quen với cách vẽ Pokemon Wigglytuff. Rất là dễ thương phải không các bạn? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.